tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bây giờ là thời vấn đáp chung. Con xin phép sư cho con hỏi là con rất là nhiều bệnh lắm. Xương khớp hiện giờ con đang bị thần kinh tọa. Giờ gần khỏi nhưng con vẫn còn thỉnh thoảng, vẫn còn lên cơn đau và bị tiền đình, hay bị mất ngủ thường xuyên là thường 2 hoặc 3 giờ sáng mới ngủ được. Con nghĩ là do dạ dày đau, nó bị mất ngủ thường xuyên nên hay bị chóng mặt. Con xin phép sư có gì giúp đỡ con và cho con lời khuyên. Con xin sư cho con được tu hành. Sư nhớ ông bác sĩ Quyên Trần ở Mỹ, bác sĩ người Việt ở Mỹ, có chia sẻ như thế này nè. Là tôi thấy nhiều bệnh nhân tới gặp tôi. Một là họ kể rất nhiều bệnh, một đống bệnh trong người, bệnh nhiều lắm. Hai là họ đem cho tôi coi một đống thuốc, thuốc nhiều lắm, mà đôi khi họ không biết tại sao họ uống thuốc. Mà bệnh thì bệnh rất nhiều. Tôi chỉ hỏi họ một câu đơn giản thôi: quý vị có tập thể dục không? Họ lắc đầu. Trong khi đó đó, với cái nhìn của bác sĩ thì cái việc có những việc mà tự chúng ta có thể điều tiết, tự chữa lành cho mình mà không cần phải đi đến bệnh viện. Một là tập thể dục. Hai là mình ăn uống nó lành mạnh. Và ba là mình tránh sự căng thẳng lo âu, đặc biệt là mình phải thức khuya. Có những bệnh về tâm á, thì cái việc tập thể dục, thì việc chúng ta hành thiền nó cũng gần như là tập thể dục. Tuy nhiên nó có một vài cái cơ chúng ta không có tập tới. Đi thiền nhiều thì nó chỉ khỏe cái phần những thứ liên quan, ví dụ như là chân chẳng hạn, hoặc là cái phổi, nó giúp cho chúng ta khỏe. Hành thiền giúp cho chúng ta khỏe. Nhưng mà có đôi khi ấy, chúng ta cũng có thể kết hợp tập thể dục. Do trong luật ấy, thì không có khuyến khích các vị tỷ kheo tập thể dục để cho thân thể nó khỏe mạnh, thì không có khuyến khích cái đó. Cho nên là các sư không có dạy cho quý vị tập thể dục. Thành ra cái chuyện đó, đó mình nên tự túc. Bạn nhất là sư cô này nè, nên tập thói quen mình tập thể dục thì nó tốt cho sức khỏe. Đó là cái nhìn của đời. Còn cái nhìn trong đạo, bên cạnh việc tập thể dục còn có nhiều cách để chúng ta được khỏe. Thứ nhất, như sư nói hồi nãy, chúng ta hành thiền. Cái thứ hai, quý vị biết là cái gì không? Là phục vụ. Chúng ta thường hay gọi bằng cái từ là công quả, mà đúng ra là phục vụ. Phục vụ tức là mình bỏ sức mình ra để mà mình phục vụ người khác. Phục vụ tam bảo là tốt nhất, nhưng nếu không được mình có thể phục vụ người khác. Cái phước phục vụ á, nó cho chúng ta sức khỏe.
Với những ai thường nghe kênh YouTube của sư thì cũng có khi nghe sư kể ở chùa có hai người, trong đó một người già một người trẻ, công quả ở chùa, phục vụ cho chùa rất là nhiều năm, bất kể nắng mưa, quét sân rồi những cái chuyện không ai chịu làm á thì hai người này cũng chui xuống làm. Cái chuyện người ta gớm người ta ghê, giống như là sai, đẩy đẩy xuống từ trên, đẩy xuống dưới, đẩy xuống, cuối cùng là đẩy xuống hai người này, thì hai người này làm hết. Thương lắm. Quý vị biết là họ có một cái phước đặc biệt, đó chính là sư chưa thấy họ cảm sốt bao giờ, chưa bao giờ thấy họ bị bệnh, họ uống một viên thuốc sư chưa bao giờ thấy. Đó là cái phước, nhờ cái việc là phục vụ Tam Bảo, đặc biệt là mình chịu khó mình chui xuống những chỗ không ai thèm làm, những chỗ dơ bẩn cực khổ, sư chưa bao giờ thấy họ bệnh. Chỉ có già thì chắc chắn là phải già, cái bệnh sư chưa thấy họ bệnh. Rồi một vị nữa là bị tai biến. Khi mà tai biến là vị này có cái nguyện là bây giờ tôi hết tai biến là tôi làm công quả ở chùa. Mà vị này vào chùa làm công quả riết mà nó hết tai biến luôn, thưa quý vị. Tai biến là mình liệt nửa người đúng không? Đi đứng khó khăn. Thì ông cụ này khi còn trẻ là tai biến, mà vào chùa công quả riết rồi đó, những cái triệu chứng của tai biến tức là yếu một bên không còn nữa, khỏe mạnh, khỏe nhất chùa năm nay 90 mấy rồi. Nói vui là không biết gì, không biết ai chết trước, không biết ông sư Hạnh Tuệ chết trước hay là ông sư cụ chết trước, sư không biết. Rất khỏe. Do đâu? Nhờ cái phước phục vụ. Thành ra nếu như nói theo cái kiểu bác sĩ thì chúng ta có thể tập thể dục, ăn uống nó điều độ, rồi tránh căng thẳng. Còn theo Phật giáo thì cái phước nó rất quan trọng. Có thể mình xem xét là mình vun bồi thêm cái phước phục vụ. Rồi cái thứ hai là cái chuyện ăn uống. Thì do sư thì sư cũng bệnh liên miên thôi, đặc biệt là về bao tử, cho nên sư để ý kỹ cái chuyện ăn uống. Đương nhiên ai cho gì ăn đó, đối với sư thì không có khái niệm chay mặn. Tuy nhiên thì nếu như được thì sư vẫn ưu tiên ăn rau củ nhiều, tại vì rau củ tốt cho sức khỏe. Thịt nếu có thì ăn vừa phải thôi, không có ăn đồ mà nêm nếm nhiều. Ví dụ đồ luộc, đồ hấp có thì ăn nó tốt cho sức khỏe hơn là mấy cái đồ mà người ta thêm gia vị á. Rồi ăn thì chịu khó nhai kỹ. Thì đó là những chia sẻ của sư về cái việc ăn uống, đặc biệt là đừng có ăn quá no. Quý vị không biết sao mà nhiều người thích uống nước ngọt, chứ sư thì sư chỉ uống nước lọc thôi, sư không uống nước ngọt. Mình tránh tránh tối đa những cái thứ mà nó phi tự nhiên ấy, thì nó cũng sẽ tốt. Đương nhiên là mình tu thì mình không nên quá đặt nặng cái đó, nhưng nếu được thì mình nên ăn nó tốt cho sức khỏe một tí, và đặc biệt là tránh căng thẳng. Hầu hết chúng ta bị bệnh là do chúng ta căng thẳng, đặc biệt là cái bao tử. Mình căng thẳng là bao tử nó gánh hết, bao tử nó sẽ chịu cái hậu quả do mình căng thẳng. Có rất nhiều người nó có một cái loại bệnh đó là tự mình đầu độc mình, nghĩa là khi cái tâm của mình nó không có an, lo lắng, sợ hãi, bực bội, khó chịu, uất ức, nóng giận, hoặc là tham lam, thì những cái tâm tình tiêu cực ấy, cái này là khoa học nó nghiên cứu,
Khi người ta có những tâm tình nghiêng tiêu cực như vậy, cơ thể nó tổng hợp ra những chất độc mà tự nó đầu độc chính với cơ thể do cái tâm. Còn theo Phật giáo thì nó có những loại sắc do tâm tạo, tức là cái cơ thể vật chất của mình nè có những cái do tâm nó tạo ra. Mà khi tâm của chúng ta bất thiện thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên có một giai thoại như thế này nè. Ngài Mahasi á, ngài có một cái anh thiền sinh, ảnh ở cái cốc kế bên cái phòng mà tiếp khách. Thì trong một lần á, thì ngài Mahasi ngài đang ngồi tiếp một cái anh bác sĩ, và ngài đang kể cái chuyện là lẽ ra người ta nên xây thiền viện nhiều hơn xây bệnh viện. Bởi vì một người khi mà càng nhiều người thực hành tâm từ á, thì cái khả năng bị bệnh của họ nó giảm đi. Bởi vì một người với một cái nội tâm mà an ổn, an nhiên tự tại thì cái bệnh, cái nguy cơ bị bệnh nó giảm đi rất là nhiều, thậm chí có thể đến 70-80%. Và ngài đang nói như thế, và ngài nói cái giọng hơi lớn: lo hành thiền đi, nghe ngóng cái gì. Là ngài nói cái anh ảnh ở cái cốc sát vách đó, không biết tại sao mà ngài biết được mà ngài nói như vậy. Ngài đang tiếp chuyện với các ông bác sĩ, đang nói chuyện, ngài nói lo hành thiền đi, nghe ngóng cái gì. Nó vậy đó. Chúng ta thấy là khi chúng ta có một nội tâm an ổn thì bệnh của chúng ta nó sẽ giảm rất là nhiều. Ngay cả những người mắc bệnh ung thư cũng vậy. Ngay cả khoa học họ cũng thừa nhận, một người mà bị bệnh ung thư và họ tiêu cực, họ buồn rầu, họ khổ sở, họ chết rất nhanh. Nhưng có những người họ bị ung thư mà họ vẫn sống với một cái nội tâm lạc quan, không lo lắng, họ sống được rất nhiều năm. Cho nên là trước khóa thiền thì có một gia đình hỏi ý kiến của sư, là bây giờ có cái đứa cháu nó bị ung thư mà bây giờ gia đình không có dám cho nó biết. Thì sư mới nói như thế này: cái cơ thể là cơ thể của nó, chắc chắn là nó phát hiện ra có cái gì đó không ổn rồi. Chẳng qua là nó tự mình lừa mình dối người, nó không muốn thừa nhận thôi. Mà cái quan trọng khi mình ung thư là cái gì? Giữ cho cái tâm của mình nó vững. Tâm mình vững thì mình sống được lâu. Mà tâm mình mà không vững, mình chết sớm. Mà muốn tâm vững thì mình cần phải hành thiền. Cho nên sư khuyến khích là nên tham dự khóa thiền, đặc biệt là khóa thiền do sư hướng dẫn. Bởi vì sư chịu trách nhiệm. Cho nên là bệnh nhiều như vậy, tóm gọn lại cũng chỉ có ba cái. Thứ nhất là lo về cái thể chất, đó là tập thể dục, rồi tăng cường cái phước phụng sự. Cái thứ hai là mình coi lại cái việc ăn uống. Và cái thứ ba là mình ráng nỗ lực rèn luyện tâm để cho tâm của mình được an ổn. Và khi nội tâm mình an ổn rồi đấy, ngay cả cái thân mình nó đổ bệnh, nó gần chết, mình cũng không có lo. Suốt khóa thiền quý vị sẽ dần dần được sư hướng dẫn dần và khai mở dần. Cho đến cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là thân của chúng ta có thể bệnh, có thể đau đớn,
nhưng tâm của chúng ta sẽ không buồn khổ. Thân mình nó muốn ra sao nó ra, tâm của mình sẽ không buồn. Bởi vì mình biết chắc khi mình sống với cái kiểu sống chánh niệm như thế này, nếu như mình chết, mình sẽ được một cơ thể khác tốt hơn. Đương nhiên giải thoát luôn thì càng tốt, nhưng nếu chưa được giải thoát thì đổi sang một cơ thể mới tốt hơn là điều chắc chắn. Hôm qua Hòa Thượng nói, không biết là quý vị có nghĩ đó là một cái nói vui hay không. Đương nhiên là cũng nói vui đó, nhưng mà nó có cái thật ở trong đó. Đó là gì? Hành thiền ở đây đừng sợ chết. Trong khóa thiền này đừng sợ chết. Nếu chết, thứ nhất là chưa có sẵn chư tăng tụng kinh cầu siêu miễn phí. Thứ hai, có hòm miễn phí. Thứ ba, có đất chôn miễn phí. Nhưng ba thứ đó không quan trọng bằng một việc quý vị đang hành thiền mà quý vị chết. Cái cơ hội mình đi lên nó nhiều gấp vô số lần cái nguy cơ mình đi xuống. Trong khi đó mình đi về đời á, mình sống làm sao mà mình sống chánh niệm được như ở đây. Cho nên chết ở ngoài đời mới đáng sợ, chứ còn chết ở đây không có gì đáng sợ. Mà chúc quý vị chết trong khóa thiền nó hơi kỳ, cho nên là thôi ráng thực hành tinh tấn ha. Con nghe nói khi thiền một số vị trí trên cơ thể bị đau nhất, đó là lúc cơ thể đang nhận biết và chữa lành. Vậy điều này có đúng không ạ? Mong thầy giảng giải rõ thêm cho con. Cái việc đầu tiên sư có thể khẳng định với quý vị là cái nhận xét này không có cơ sở trên kinh tạng và chú giải. Nếu có, vui lòng trích dẫn kinh và chú giải cho sư xem. Với sự hiểu biết của sư, với sự nghiên cứu của sư, thì sư không thấy chỗ nào trong kinh tạng và chú giải. Mà mình nói chuyện là phải có căn cứ, nói có sách, mạch có chứng. Sư biết nhiều phương pháp thì nói rất là hay, nhưng mà căn cứ thì không có, thì sư rất là ngại. Cho nên là do không có căn cứ, thành ra là sư không có tùy tiện kết luận là được hay không được. Tại bây giờ mình nói chuyện không có căn cứ mà, mình thích nói sao đó mình nói thôi. Cho nên là sư nói thế quý vị tự hiểu, và sư trả lời xong câu hỏi này. Thưa thầy, khi thiền con hay bị nhức ở vùng giữa trán và nhìn thấy đốm sáng chạy liên tục. Lúc này có phải định đang bị ô nhiễm không? Nếu phải, làm cách nào để không bị rơi vào trạng thái đó nữa? Trạng thái thiền đúng là trạng thái như thế nào? Thứ nhất là xem coi cái vị trí đặt hơi thở của mình là ở chỗ nào. Có phải là mình đang theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm hay không? Để ý coi phải hay không. Nếu như mình theo dõi hơi thở dựa trên sự xúc chạm của hơi thở, nó sẽ phóng đại các cảm thọ. Và một trong những biểu hiện đó chính là mình cảm thấy bị đau, bị đau, bị nhức cái vùng đầu. Cái thứ hai là mình xem coi là mình có đang ôm ấp một cái nỗi buồn, một cái vấn đề nào đó hay không. Mình hành thiền mà mình cứ mong muốn được cái này được cái kia,
Trong khi đó sư nói ngay từ ngày hôm qua, để chuẩn bị cho việc thực hành hơi thở, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là buông. Khi quý vị niệm buông, sư tin là rất nhiều trong số quý vị cảm nhận được là cái đầu của mình đó, nó nhẹ đi nhiều. Khi mình buông một cái là cái đầu mình nó nhẹ đi. Thành ra là coi coi là mình có còn đang ôm ấp cái gì đó hay không. Và cái trường hợp thứ ba đó là do mình tập trung cái tâm nó quá mạnh. Nhiều người ấy, họ hành thiền, họ gồng cái tâm của mình ấy. Thì khi gồng để mà mình tập trung, nó giống như cơ bắp vậy đó, mình gồng lâu quá thì nó sẽ mỏi. Tâm cũng vậy, mình gồng quá thì tâm nó cũng sẽ mệt. Thành ra là trong trường hợp đó thì mình nên tìm cái mức độ vừa phải cho chính mình. Mức độ thế nào là vừa phải? Tức là không quá căng thẳng mà cũng không quá buông lỏng. Nó ở mức độ vừa phải, đủ để chúng ta tiếp tục tập trung vào hơi thở. Còn việc mà quý vị thấy cái đốm sáng thì chỉ đơn giản là mở mắt ra. Đâu có ai bắt chúng ta hành thiền là mình phải nhắm mắt lại đâu. Mở mắt ra. Hãy mở mắt ra hành thiền. Có một số trường hợp nó riêng thì sư sẽ hỏi riêng. Bởi vì sư chưa có biết cái người đặt câu hỏi này nè là thực hành như thế nào, cái vị trí hơi thở của vị ấy thực hành ra làm sao, cái khả năng định tâm của vị ấy như thế nào, sư chưa biết gì hết. Cho nên là muốn biết kỹ hơn thì phải trình pháp riêng. Tại vì cái trình pháp chung á, nó có một cái kẹt như vậy nè. Nói cho người này nghe, người kia tưởng là mình xài được. Nó giống như á, một cái anh mà ảnh bị đau đầu thì do nhức đầu á, bác sĩ cho cái viên paracetamol thì ảnh đi về. Còn cái anh kia đó, ảnh bị đứt chân cần phải băng bó thì ảnh cũng đau, ảnh nghe anh kia anh đau uống paracetamol. Anh này ảnh nghe vậy thôi tôi khỏi đi chữa, tôi uống paracetamol là đủ rồi, thì có phải chết người không? Cho nên á, tránh tối đa cái chuyện mà trình pháp chung, gọi là học lõm, nghe lõm rồi tưởng là xài được cho mình, mà anh này ảnh xài là trị hết bệnh, còn anh này ảnh xài là chết. Cho nên là sư tránh tối đa cái việc trình pháp chung. Còn trạng thái thiền đúng là trạng thái như thế nào? Đó là khi quý vị tập trung được vào hơi thở như sư nói. Đặt tâm ở trước mặt, thở vào, biết là thở vào, thở ra, biết là thở ra. Đặt cái tâm mình ở ngay cái điểm hơi thở, và điểm đó nó ở yên. Mình chỉ cần tránh thực hành sai là tự nhiên mình thực hành đúng. Và đó là lý do mà sư có mặt ở đây, để sư giúp đỡ quý vị. Và như sư đã nói, những vấn đề trình pháp á, thì nên trình riêng. Bởi vì trình chung thì nhiều người họ không tới, mà họ cứ nghe lỏm, họ áp dụng là hại bạn nghe. Mô Phật dạ thưa sư, lúc trưa sư nói về cách thiết lập niệm trên một điểm ở gần sát mũi bên ngoài thân, và con chưa hiểu đoạn này, kính mong sư trình bày lại đôi chút để con có thể thực hành.
Bây giờ sư giả sử quý vị lấy một cái cục bông gòn mà quý vị nhỏ một cái giọt dầu vô trong, quý vị để ngay trước mũi. Khi mình thở vào thì rõ ràng là mình nghe được cái mùi dầu. Tại sao? Tại vì cái không khí nó đi vào đó, nó đi ngang qua đó thì mình mới nghe được. Chứ còn nếu mình để cái cục bông gòn mà có dầu á, nó để ra sau lưng, ngược gió, gió không thổi tới thì mình cũng đâu nghe được. Muốn nghe được thì cái hương đó nó phải bay tới mũi của mình. Hoặc là mình để một cái bông hoa, một cọng cỏ ngay trước cái mặt của mình. Mình thở vào, mình biết là hơi thở đi qua cái điểm đó, thở ra nhận biết hơi thở đi ra cái điểm đó. Nếu như quý vị chưa xác định được á, thì cứ để một ngón tay nè, để lên lỗ mũi, đừng có đụng vào nha, cách cái mũi mình ra một tí, thở ra. Quý vị sẽ thấy rõ là cái hơi thở nó đi qua, nó chạm vào đầu ngón tay, đúng không? Thì cái đầu ngón tay đó là điểm để chúng ta theo dõi hơi thở. Rồi, xác định được điểm đó rồi, để tay xuống, tiếp tục theo dõi, thở vào, thở ra. Nó giống như một cái ống hút. Quý vị biết là chúng ta ai cũng có cái cột hơi thở, thì sư ví von nó giống như là một cái ống hút. Giả sử như nó là một cái ống hút, thì ống hút chúng ta khoét một lỗ trên cái ống hút đó, và chúng ta theo dõi hơi thở đi vào đi ra dựa trên cái lỗ đó. Hoặc nó giống như một cái đoạn ống nước, một đoạn ống nước mà ở đó nó có một đoạn nhỏ bằng thủy tinh, thì nước chảy qua nước chảy lại. Chúng ta nhìn vào cái đoạn thủy thủy tinh đó, đó để chúng ta biết là nước chảy vào, nước chảy ra. Cũng như vậy, chúng ta theo dõi hơi thở trên một điểm ngay trước mũi ha. Nếu như quý vị chưa xác định được thì thử để một ngón tay ở phía trước để xác định cái điểm mà mình theo dõi hơi thở. Rồi xác định được rồi thì cái điểm đó là ngay đầu ngón tay của mình á, xác định được rồi để tay xuống theo dõi hơi thở, đặt tâm ở điểm đó. Và rõ ràng khi chúng ta nhắm mắt, nhớ kỹ nè, khi chúng ta nhắm mắt để cái ngón tay trước mũi, quý vị có thấy cái tay ngón tay hay không? Không thấy. Nhưng chúng ta có biết là ngón tay ở trước mũi mình hay không? Biết. Cái biết đó chúng ta biết bằng gì? Biết bằng tâm. Theo dõi hơi thở cũng vậy, chúng ta theo dõi bằng tâm chứ chúng ta không theo dõi bằng mắt. Thành ra nhiều người vị á, nhắm mắt lại rồi mà cố dùng con mắt để nhìn thấy hơi thở, thành ra nó bị mỏi, cứ con mắt nó cứ cố nó chúi xuống, nó theo nó nhìn hơi thở, nó đóng tối thui sao thấy, mà cứ cố thành ra bị mỏi mắt. Hoặc là mình mở mắt ra rồi mình cố mình nhìn hơi thở, hơi thở đâu nhìn được. Nhớ, hơi thở cần được nhận biết bằng tâm. Thực hành quý vị sẽ thấy. Mà tâm nói một cách nó bình dân hơn là cái tưởng. Mình tưởng, tưởng tượng nha, mình tưởng tượng là có một cái điểm ở trước mũi mình nè. Tưởng tượng là có một cái điểm ở trước mũi nè. Thở vào, thở ra, hơi thở đi qua cái điểm đó. Rồi khi chúng ta đi thiền á,
thì chúng ta vẫn giữ cái điểm đó. Thì đương nhiên cái điểm đó nó đi theo cơ thể mình, mình đi tới đi lui cái điểm đó vẫn đi theo cơ thể mình. Giống như bây giờ ngón tay sẽ để ở đây là cái điểm siêu theo dõi hơi thở, thì có đi tới đi lui thì cái điểm đó nó vẫn đi theo mình theo dõi, vẫn tiếp tục theo dõi nó. Dù cho chúng ta đi thiền thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi cái điểm đó ha. Và nó giống như là một người tử tù mà bưng cái chén dầu. Đức Thế Tôn ví như người tử tù bưng chén dầu. Nếu như từ cái chỗ đó đi đến pháp trường mà không bị đổ giọt dầu nào thì anh ấy sẽ thoát án tử, mà nếu như bị đổ thì sẽ bị tử hình. Như vậy đó, cái anh tử tù anh sẽ bưng cái chén dầu và anh đi một cách cẩn trọng và anh tập trung hoàn toàn vào chén dầu đó, dù cho có ca múa nhạc kịch ảnh vẫn không thể phân tâm được. Ảnh đi thì cái mức tập trung vào bàn chân ấy, nó vừa phải, nhưng mà tập trung vào cái chén dầu á nó là chính. Quý vị nắm được cái tâm thế của anh tử tù đó chưa? Thì cái tâm thế đó, đó mình theo dõi hơi thở cũng y như vậy. Khi chúng ta đi thiền, chúng ta đi như là anh tử tù á, ảnh cẩn trọng với cái chén dầu, thì chúng ta đi thiền cũng cẩn trọng đối với cái điểm theo dõi hơi thở, cũng y chang như vậy. Bản chất thiền là gì? Để thiền hiệu quả ta cần chấm hỏi. Con chưa rõ niệm và chánh niệm, nhờ sư giải thích rõ giúp. Hồi sáng cái lúc mà 9 giờ khi sư hướng dẫn, quý vị có tập trung nghe hay không? Hai, cái câu hỏi đầu tiên vốn dĩ là đã có trong bài giảng sáng hôm nay rồi, mà chúng ta không có để ý. Cái việc hành thiền ấy, là khi chúng ta tập trung vào đối tượng. Sáng sư cô giải thích ba cái chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là thiền na, chana. Nó là cái sự thiêu đốt. Nó là cái gốc. Gốc của nó là gốc cha, nghĩa là sự thiêu đốt. Có nghĩa là khi hành thiền á, là chúng ta đang thiêu đốt phiền não. Thứ hai, samadhi là cái định. Định là sự tập trung vào đối tượng, và đối tượng ở đây là đối tượng để chúng ta hành thiền. Và cái thứ ba là từ pha quê tí, chúng ta hay dịch là tu, có nghĩa là bản thân cái từ đó có nghĩa là sự phát triển. Và phát triển là gì? Phát triển tâm. Cho nên tóm gọn lại, chúng ta thực hành thiền là để chúng ta thiêu đốt phiền não bằng việc tập trung vào đối tượng để phát triển tâm. Và mục đích của việc phát triển tâm để làm chi? Hồi sáng sư cũng có nói rồi, để đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Mà hai cái sau thì để qua một bên. Cái đầu tiên là mình ai cũng muốn là đoạn tận khổ ưu. Và để thiền hiệu quả chúng ta cần cái gì? Nó nằm ở trong đoạn đầu khi mà sư nói chia sẻ với quý vị. Tại sao mà chúng ta thực hành thiền ở thiền viện tốt hơn thực hành thiền ở nhà?
Nói như thế, sư nhớ chúng ta có ba loại người được nhắc đến trong Tăng Chi Bộ Kinh. Hạng người thứ nhất là hạng người trí tuệ lộn ngược. Nó giống như là một cái xô, một cái lu mà bị úp ngược vậy đó, nước đổ vô không được. Thì hạng đó ngồi nghe pháp chất quốc, nghe không hiểu gì hết. Sư đã từng gặp rồi, nói 10 lần cùng một vấn đề, họ vẫn hỏi lại lần thứ 11. Thì hạng đó thì chắc có lẽ là nhờ bậc cao tay ấn hơn, chứ sư chịu thua. Hạng thứ hai là hạng trí tuệ bắp vế, tức là khi nghe thì mình hiểu, nắm hết, đứng dậy quên. Thì cái hạng này á, chúng ta có rất nhiều. Sư không có chê ai hết, nhưng mà sư đã cho ban tổ chức phát cho quý vị tập và viết. Để chi? Để ghi chép lại. Ngồi học đạo mà không ghi chép lại là mình đứng dậy mình quên sạch. Ngồi nghe thì ô ông sư nói hay quá, tới họ đứng dậy hỏi ông sư nói hay cái gì không nhớ. Sư có thói quen là sư nói những vấn đề cốt lõi, sư ít kể chuyện. Thành ra đó, một thời pháp của sư rất nhiều cái để ghi chép, chứ không giống như một số nơi mang tiếng là thuyết pháp chứ lên là kể chuyện hát hò hết giờ về, không giống. Cho nên là chúng ta cần phải tập thói quen ghi chép. Còn cái vị này khi mà nghe vẫn chưa hiểu không nhớ thì chịu khó chờ sau khi mà hết khóa thiền ấy, các bạn biên tập sẽ nỗ lực biên tập và xuất bản video trong khóa thiền một cách sớm nhất. Rồi chưa rõ niệm và chánh niệm, xin thưa nhiều vị ấy, nói là chánh niệm tỉnh giác, quý vị có nghe không? Có nghe cái đó không? Chánh niệm tỉnh giác. Nếu ai mà thường nghe giảng tứ niệm xứ sẽ nghe cái này, chánh niệm. Xin thưa đây là một cách dịch không chính xác của người Việt. Cái từ Pali á là sati sampajanya. Ông tin dò lại kinh tạng Pali xem. Trong Pali là sati sampajanya. Còn samma sati là ở trong chánh bát chánh đạo. Coi đúng không? Samma sati là trong bát chánh đạo. Còn ở trong tứ niệm xứ là sati sampajanya. Sati sampajanya là gì? Là niệm và sự tỉnh giác. Niệm và sự tỉnh giác, không phải chánh niệm tỉnh giác. Ai chưa biết Pali thì cứ phiên âm á, gọi là mình âm cái chữ xá tí, cứ ghi vậy là xá tí xâm bá chanh nhá, thì những vị biết Pali là sẽ biết sư nói đúng hay sai. Thì cái nhiệm vụ của anh niệm á, đó là gì? Là sự ghi nhớ. Nhớ nó có ba: là niệm về quá khứ, niệm về hiện tại và niệm về vị lai. Chứ chúng ta không nên dùng cái nghĩa tiếng Việt mà chúng ta định nghĩa cái chữ Pali, nó không có đúng. Tại vì cái nhớ của chúng ta là mình chỉ có nhớ quá khứ, trong khi đó sati nó có ba thời: sati về quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì cái sati tức là sự ghi nhớ, hoặc cái trách nhiệm của nó, nó giống như một anh thủ kho báo cho nhà vua biết là trong kho có cái gì. Cũng vậy, cái niệm khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ
trách nhiệm của ảnh là báo cho chúng ta biết cái chỗ chúng ta quan sát nó có cái gì đang diễn ra. Sở dĩ gọi là sati sampajanya, niệm và sự tỉnh giác. Thực tế dùng cái từ tỉnh giác ở đây cũng chưa gọi là chưa có sát nghĩa, tại vì cái sampajanya ở đây á, là mình dùng cái trí tuệ để mình phân tích cái sati nó cho mình. Nó giống như á, cái anh quan giữ kho đó, báo cáo cho nhà vua mình có bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc, bao nhiêu thóc, bao nhiêu lúa, bao nhiêu vũ khí. Và nhà vua đó sẽ có trách nhiệm lắng nghe, tổng hợp và biết và cân đối kinh tế, quân sự, xã hội như thế nào. Đó là trách nhiệm của nhà vua. Thì cái trách nhiệm nhà vua này cũng giống như là cái anh sampajanya, ảnh phải dùng trí tuệ để ảnh biết cái anh sati ảnh báo cái gì. Đó là cái mà những ngày tới sư sẽ giải thích rõ hơn. Còn cái sammasati ở trong bát chánh đạo á, là nói về cái sự chánh niệm khi thực hành tứ niệm xứ. Đó chính là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Khi mà chúng ta chưa có học đạo nó kỹ, chúng ta sẽ thấy là cái niệm và cái anh chánh niệm nó có vẻ là nó rối quá, mình không phân biệt được. Nhưng thực tế là nó chỉ diễn ra những cái khía cạnh, những cái mục đích hoặc những cái thời điểm khác nhau thôi. Nó giống như một cái người tên Tèo, mà khi mà nghe kêu thằng Tèo là biết cái người lớn hơn nó kêu nó. Nghe anh Tèo là biết cái người bằng nó hoặc là nhỏ hơn nó, em nó. Đó. Cho nên là cũng là Tèo á, nhưng mà cái gọi là cái tiền tố đi đằng trước là anh Tèo hay là thằng Tèo, nó sẽ cho biết là cái đối tượng mà anh Tèo này nè ảnh gặp là ai. Cái này thì nói càng nhiều quý vị càng rối, cho nên là cứ bình tĩnh thủng thẳng theo sự hướng dẫn của sư để thực hành. Và sau khi hết 10 ngày này rồi, quý vị có thể theo dõi tiếp các lớp giáo lý. Nó khổ một cái là chúng ta chưa nắm giáo lý, chúng ta nghe chúng ta chỉ rối thôi. Giống như một đứa nhỏ thì tốt nhất nó học 1 cộng 1, phép cộng trừ nhân chia trước, mà nó đòi mình giảng cho nó nghe sự khác nhau của xác suất thống kê với lại ma trận, thì ô thôi, tội nghiệp cũng nhỏ. Dạ sư cho con hỏi, tại sao con cảm nhận thấy một số vị càng tu họ lại càng sân? Sư mượn lời của một ông sư bạn, ông nói như vậy. Tại vì á, cái lúc tu á thì mình không có sân, mà cái lúc sân á thì mình không có tu. Mình đừng có đánh đồng nghe. Cái lúc ổng sân ổng không có tu, còn cái lúc ổng tu thì ổng không có sân. Lúc mình tu mình rất là dễ thương, lúc mình sân là mình hết tu rồi. Lúc đó xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút rồi. Hết tu rồi. Cho nên là mình phân biệt. Đó là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là khi chúng ta tu tập, tâm của chúng ta sẽ càng ngày càng nhạy bén hơn. Nó giống như một người mà mới tắm xong. Không tin bây giờ quý vị đi về, đầu tiên là bây giờ mình hửi thử cái áo y phục của mình ha. Mình thấy nó bình thường, không có gì hết. Ai hơi nặng mùi thì mới nhăn mũi thôi, chứ còn bình thường không thấy gì hết trơn.
quý vị về quý vị đi tắm đi, tắm rửa xà bông sạch sẽ ha, cầm lại cái đồ mình vừa mới cởi ra đó, hửi coi chịu nổi không. Mà lúc đó mình không nghĩ là mình có thể ôm cái mớ mùi đó mình đi đây đi kia cả ngày trời không? Tại sao mình tắm xong mới nghe mùi mà trước đó mình không nghe? Tại quen, quen. Mà thực tế có phải là do mình tắm nó mới hôi không? Có phải do mình tắm thì đồ nó mới hôi không? Không phải. Mình không tắm đồ nó vẫn hôi, chẳng qua là tắm rồi mình mới biết là nó hôi. Tâm cũng vậy, khi chưa tu nó cũng tham sân si như bình thường, nhưng mình không biết. Tới hồi mình tu tham sân si mình mới biết. Không có nghĩa là hồi tôi chưa tu nó không có, hồi tôi chưa tu nó có mà tôi không nhận ra. Bây giờ tôi tu nó có tôi nhận ra. Thành ra nhiều người thấy ủa sao tôi tu sao tôi thấy người tôi tham sân dữ thần vậy trời. Không phải do mình tu nó mới hiện ra, trước có bây giờ mới phát hiện. Thêm một vấn đề nữa, giả sử như bây giờ quý vị đi chà toilet đi ha, rồi mình phát tâm mình móc cống cho thiền viện, mình lăn xả, mình hốt rác, mình dọn vệ sinh, thì cái người mình nó khá là bẩn, thì lỡ mà con chim mà nó có ị một phát lên trên cái tay của mình á, ôi đừng chả có gì, người dơ sẵn chút về tắm luôn thể, đúng không? Mình không thấy có cái gì hết trơn. Hoặc là mình con ruồi nó lỡ nó đậu lên trên người mình thì mình thấy cũng không thấy cái gì hết trơn, tại người nó đang bốc mùi mà. Nhưng nếu như mình đi tắm rồi nha, tắm rửa sạch sẽ, mình ngồi đó mình chuẩn bị một cái tô đồ ăn, tô phở cho nó ngon lành, con chim nó ị vô một cái khỏi ăn luôn. Hoặc là không nó ị như thế, nó đậu nó ị lên trên cái tay mình, tụt gớm quá đi rửa. Sau nãy mình không có gớm vậy mà bây giờ mình gớm vậy, tại bây giờ mình tắm rửa sạch sẽ rồi. Hoặc con ruồi nó lỡ nó đậu lên trên cái muỗng, ôi cái muỗng này xài không được, đổi cái muỗng khác. Tại sao? Tại vì mình nhạy cảm hơn. Khi chúng ta hành thiền cũng vậy, tâm của chúng ta sẽ nhạy cảm hơn với các pháp bất thiện. Nó vừa chớm sanh khởi là mình phát hiện ra ngay, ủa sao mà nó có vậy ta, kỳ lạ, thì mình phát hiện ra ngay để mình xử lý nó. Còn khi chúng ta không tu á, sư gặp những người nha, họ đập bàn đập ghế, họ chửi người ta mà nói tôi không có sân. U cha, chắc tôi sân đó. Tức là họ không phát hiện ra nha. Họ gom, họ gặp cái gì họ cũng gom, họ quơ cái gì cũng quơ hết trơn á, coi như là bào tới tấp luôn, kêu họ tham họ giận. Khi chúng ta hành thiền, tâm của chúng ta sẽ nhạy cảm hơn. Cho nên không phải là mình càng tu càng sân, mà càng tu càng nhạy cảm hơn với cơn sân. Thành ra ở đây nó có hai cái trường hợp. Một trường hợp là do mình thiếu tu, lúc tu thì không sân, mà lúc sân thì không có tu. Cái thứ hai là mình càng tu mình càng nhạy cảm hơn với tâm bất thiện. Còn một trường hợp thứ ba nữa là như thế này. Nó giống như bây giờ cái tường này thì quý vị thấy nó sơn màu vàng đúng không? Bây giờ mình cạo ra thì mình sẽ thấy cái lớp vôi ở trong có thể là lớp màu trắng. Mình cạo ra nữa, mình có thể thấy cái lớp xi măng, lớp gạch ở trong nó màu đỏ. Mà sao bình thường mình không thấy cái đó? Tại vì cái sơn nó phủ che rồi. Muốn thấy phải cạo ra mới thấy. Không phải không có, mà bản thân nó đã bị phủ lên trên.
chúng ta có những cái ô nhiễm tiềm tàng mà chúng ta gọi là ngủ ngầm, bình thường nó không thấy, nhưng khi tâm của chúng ta lắng xuống, chúng ta tu, chúng ta mài mò những thứ nó thô thiển, mình mài mò mình bỏ đi, thì những thứ nó ngủ ngầm đó, nó sẽ hiện ra. Giống như mình mài cái lớp sơn, nó sẽ hiện ra cái lớp vôi trong, sẽ hiện ra những cái tham, những cái sân nó ngủ ngầm đó, mà khi hành thiền mình mài ra mình mới thấy. Mà xin thưa, có những cái mình phải mài nó ra, mình thấy thì mình mới diệt nó được. Giống như một người mà một cái anh mà bác sĩ ấy, chọc cây kim vô rút ra mà thấy máu nó khác, mà anh bác sĩ ấy, chọc cây kim ra rút ra mủ nó khác. Có đôi khi ấy, mình biết cơ thể mình nè, nó bị sưng, nó bị ép xe, nó một cái bọc mủ nó hiện trên người mình, mình chọc không đúng, mình chọc chỗ khác rút ra máu chất quất. Phải chọc làm sao mà cái mủ nó phọt ra đó, lúc đó mới chữa bệnh được. Có đôi khi chúng ta hành thiền, chúng ta phải đào nó để cho các cái ô nhiễm ngủ ngầm nó hiện ra, thì chúng ta mới thấy nó, diệt nó được. Cho nên là tùy trường hợp ha. Câu này thú vị nè: thưa sư cho con hỏi, sao nước mắm là đồ ăn mặn mà muối lại được xem là đồ chay? Mình kêu rõ ràng là mình ăn mặn đúng không? Ăn mặn, anh ăn muối cũng ăn mặn vậy. Tại vì có nhiều người á, quan niệm là mình cứ hễ mình làm cái gì đó mà nó ảnh hưởng gián tiếp đến cái sinh mạng của chúng sanh khác thì cái đó là điều không nên. Quý hình xá là cái bất hại á, là một cái tiêu chuẩn đạo đức, quý vị đồng ý không? Bất hại tức là chúng ta không làm hại chúng sanh khác, nó là một tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng mà nhiều người đi xa hơn thế, họ cho rằng cái gì mà nó gián tiếp lần một lần hai mà ảnh hưởng đến chúng sanh khác thì cũng không nên. Nói nhỏ nhau nghe, quý vị có biết người ta làm muối bằng cách nào? Có những cái cánh đồng là những cái khay mà họ chứa nước á, rồi họ dẫn nước biển vào, rồi họ cho cái nước nó rút đi, mặt trời nó phơi nó khô, rồi cái những cái hạt tinh thể muối nó đọng lại, họ cào rồi họ lọc lại, họ chế biến nó có muối cho mình ăn. Sự đố quý vị, chứ lúc họ dẫn nước biển vô nó có con này con kia không? Có. Mà con này con kia tới hồi mà nó cạn, nó chết ở trên đó rồi họ tính sao? Có phải là do cái hạt muối đó mà nó chết không? Rõ ràng do người ta thu hoạch muối cho nên nó bị mình mắc cạn và nó chết. Mà đâu có ai vì cái chuyện đó họ bỏ, thôi tôi không ăn muối nữa đâu. Nhiều người đi xa đến mức độ mà cái gián tiếp tới thì họ cũng không chịu. Rồi ở đây có ai đã từng là nông dân trồng lúa, trồng cây ăn quả giơ tay? Có một số vị. Khi mà chúng ta trồng, chúng ta phải cày xới. Con này con kia nó chết có không? Có. Rồi khi mà chúng ta trồng xuống, chúng ta phải phun thuốc trừ sâu. Đừng có nói là bây giờ có một số mô hình organic nha, xin thưa mình lừa mình dối người. Mình phải phun thuốc trừ sâu, rồi thì những con sâu đó nó chết. Như vậy để có được một cái chén cơm mình ăn, mình đâu phải là tỷ phú nhà giàu mà mình nói là không, trồng cho tôi là phải organic hết, là phải sạch hoàn toàn, không có sâu bệnh, không có.
mình không được tới mức độ đó. Cơm mình ăn có tưởng tượng là bao nhiêu con sâu vì đó mà chết không, bao nhiêu con giun vì nó mà chết, một cái lá cải bao nhiêu con sâu bao nhiêu con giun vì nó mà chết. Mình ăn, nếu mà mình suy nghĩ như vậy thật sự mình ăn không nổi. Rồi đó là chưa kể cái y phục của mình nó nhuộm, mà khi nhuộm như vậy á, cái thuốc nhuộm nó đổ ra môi trường bao nhiêu sinh vật nó sẽ phải chết vì cái thuốc nhuộm đó, quý vị biết không? Rồi khi mà chúng ta uống thuốc, bệnh uống thuốc, quý vị biết là để mà một cái loại thuốc mà được nghiên cứu ra đó, bao nhiêu con chuột nè, con thỏ nè, con khỉ nè, nó phải chết vì những cuộc thí nghiệm. Người ta muốn chữa hết cái bệnh huyết trắng, người ta phải làm cho con chuột nó bị bệnh huyết trắng rồi người ta nghiên cứu cách chữa. Mà muốn chữa hết là bao nhiêu con chuột nó chết. Mình uống thuốc, cái thuốc đó là dựa trên cái chết của rất nhiều những con khác. Ông bác sĩ để ra được nghề bác sĩ phải phẫu thuật trên rất nhiều những con vật còn sống. Sư hỏi có ai từ chối những cái đó không? Không. Chúng ta vẫn ăn cơm, vẫn ăn rau, vẫn mặc đồ có thuốc nhuộm, vẫn khám bệnh thì mình vẫn bệnh, mình vẫn đi bác sĩ. Có một cái giáo phái cực đoan là cái đạo Ni Kiền Tử, còn gọi là Ni Gành Thá, là họ trùi lủi không mặc gì hết. Sau này nó phân một cái nhánh là thấy mặc chùi lủi nó hơi kỳ, cho nên là mặc cái đồ không nhuộm. Nhưng mà vốn dĩ cái gốc của Ni Kiền Tử họ không mặc gì hết, bởi vì họ nghĩ là mình mặc đồ á là nhuộm là nó sẽ ảnh hưởng đến chúng sanh khác, cho nên là thôi tôi khỏi mặc đồ luôn. Rồi tôi ăn uống cái gì á, là người ta phải gieo trồng, mà người ta trồng nó sẽ ảnh hưởng đến chúng sanh khác, thôi tôi không ăn uống gì hết, tôi chỉ lên rừng á, trái cây nó rớt thì tôi lượm tôi ăn. Nhà thì để làm sao nó khỏi quét, quét lỡ đụng con này con kia nó chết. Thì đó là cái cách cực đoan của Ni Kiền Tử mà Đức Phật dạy trong bài kinh Tướng Quân Si Há. Này các tỳ kheo, có ba loại thịt Như Lai nói là hoàn toàn vô tội. Nghe kỹ nha, hoàn toàn vô tội là không thấy, không nghe và không nghi. Cho nên các vị tỳ kheo hồi xưa là các vị đi khất thực có gì dùng cái đó, không có khái niệm chay mặn. Chỉ có các vị bà la môn thì có chay mặn, nhưng các vị tỳ kheo không có chay mặn. Nhớ giùm sư một sự kiện rất quan trọng. Đề Qua Đắc Tá, tức là Đề Bà Đạt Đa, yêu cầu Thế Tôn gọi là năm cái điều mà Đề Bà Đạt Đa yêu cầu để chia rẽ tăng đoàn. Một trong năm điều là yêu cầu các tỷ kheo không được ăn cá thịt, và Đức Thế Tôn không đồng ý. Và Đề Bà Đạt Đa nhân lý do đó và nói với các vị tỳ kheo trẻ mới tu và dân chúng rằng: các ông thấy không, Đức Thế Tôn tuyên bố hướng dẫn là từ bi mà vẫn ăn cá thịt, còn ta đây không ăn cá thịt, cho nên ai muốn tu thì theo ta. Và rất nhiều những vị tân sư đã đi theo Đề Bà Đạt Đa, và rất nhiều những người cư sĩ đã ủng hộ Đề Bà Đạt Đa. Sư không nói cái chuyện quý vị ăn chay bây giờ, sư không có nói. Sư vẫn, quý vị ai muốn ăn chay thì vẫn cứ ăn. Nhưng mà bên cạnh cái việc ăn chay, sư cái kế bên là sư để tùy hỷ, tức là có gì ăn đó. Nghĩa là cái bên tùy hỷ á, nó hay cái vậy nè: hôm nào mà có cháo trắng hột vịt muối là cho cháo trắng hột vịt muối. Hôm nào
mà sáng mà có chay là cho ăn chay, mà có mặn cho ăn mặn, có muối cho ăn muối, có mắm cho ăn mắm, thoải mái không có lo gì hết trơn. Và quý vị cũng đừng lo là sư có dặn khi mà hợp đồng với bên bếp ăn công nghiệp ấy, là chỉ sử dụng thịt đông lạnh nhập khẩu, tức là sao, nó giết cả tháng trời bây giờ mình mới ăn thì nó không dính dáng gì tới mình hết. Cho nên là quý vị cứ thoải mái. Rồi bây giờ quý vị đã hiểu tại sao bây giờ muối muối là được xem là đồ chay, nước mắm được xem đồ mặn chưa? Đó. Do chúng sanh, chúng ta tự chúng ta định đặt với nhau thôi. Chứ còn vốn dĩ đạo Phật là trung đạo, chúng ta ăn cái gì mà nó có sức khỏe đáp ứng được cho việc tu tập là được rồi. Chứ còn cái chuyện mà chay mặn chúng ta cãi nhau từ đời này qua kiếp khác không bao giờ hết. Trong khi đó cái việc rèn luyện tâm á, nó quan trọng hơn cái chuyện rèn luyện cái bao tử. Chúng ta tu cái bao tử không mà mình không tu bằng cái tâm nó quan trọng hơn. Thì bây giờ cũng hết giờ rồi, còn những câu hỏi còn lại thì cái buổi vấn đáp hôm sau sư sẽ trả lời tiếp. Bây giờ thì tới giờ quý vị thực hành thiền, còn những vị trình pháp thì sẽ gặp riêng sư bên bàn trình pháp kế bên. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.